Gà chín cựa là một trong các lễ vật được vua Hùng đưa ra để kén rể trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Từ trước đến nay thì chúng ta có lẽ đều cho rằng gà chín cựa chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Thế nhưng thực tế và các bằng chứng khoa học cho thấy loại gà này là có thật và đã tồn tại hàng nghìn năm nay. Tuy nhiên thì gà có nhiều cựa như vậy hiện nay rất hiếm, đặc biệt là gà có đủ 8 đến 9 cựa thì được xếp vào loại là siêu hiếm. Vậy nhưng mà để đón Tết con gà thì rất nhiều người vẫn tìm đến vùng đất tổ Phú Thọ săn lùng để mua bằng được loại gà huyền thoại này, cho dù giá bán một cặp thì có khi lên tới cả chục triệu đồng. Gà chín cựa khi nở từ trứng ra đã có thể nhận thấy rõ ở khủ chân mỗi bên có 3 cựa. Về sau, khi gà trưởng thành mỗi chân sẽ mọc thêm 1 đến 2 cựa sừng thành gà 8 hoặc 9 cựa. Gà chín cựa thuần chủng xuất thân từ gà rừng nên có kích thước và trọng lượng nhỏ. Một con gà trống trưởng thành chỉ nặng khoảng 1,7 đến 2 cân. Mang về xuôi thì thật nó nuôi thì nó hơi khó, tại vì là thứ nhất là nó quen một cái không khí lạnh thời tiết, và hai là cái nó phải được chạy trên cái khu vực rộng lớn. Còn mang về xuôi thì nó gà sẽ còi cọc dần và ốm yếu và chết. Gà tầm 7 cựa đổ xuống thì không quá khó tìm, giá chỉ từ 900 đến 1 triệu đồng một con. Gà 8 cựa giá sẽ từ 2 đến 3 triệu đồng một con. Đặc biệt, loại gà đủ 9 cựa hiện có giá cả chục triệu đồng một cặp. Sở dĩ nhiều người muốn mua bằng được gà 9 cựa vì dân gian quan niệm nếu là đủ cúng lễ thì nên mua số lẻ. Ngoài ra, một số đại gia cũng thích mua cả gà 6 cựa và 8 cựa vì liên quan đến con số lộc phát. Tùy trường hợp, có những con gà chúng tôi là qua sàng lọc được một số hộ là được một số con gà là đạt từ 10 cựa. Có những người đã mua con gà 10 cựa ở trên này lên đến giá 15 triệu đồng rồi. Mặc dù giá bán không hề rẻ, nhưng người mua luôn tâm niệm gà chín cựa để cúng giao thừa sẽ mang đến may mắn, sung túc cho một năm mới. Đó chính là lý do vì sao gà chín cựa mặc dù rất hiếm nhưng luôn được săn lùng.